Y học cổ truyền ở nước ta phát triển từ lâu đời. Trong 5 năm qua, Hội Y học cổ truyền đã thu hút trên 24.500 lương y hoạt động ở tất cả 61 tỉnh thành phố. Bằng những bài thuốc dân tộc và phương pháp chữa cổ truyền, các lương y đã điều trị cho 75 triệu lượt người. Trong đó có 20,7 triệu lượt bệnh nhân được trị bằng phương pháp không dùng thuốc. Y học cổ truyền đã khai thác và sử dụng trên 3.800 loài thực vật để phục vụ phòng chữa bệnh. Đặc biệt, các lương y đã dùng các phương pháp chữa không dùng thuốc rất hiệu quả. Phương pháp ngâm chân bấm huyệt với kinh kinh bát mạch đấy, mà cái việc này với người già ấy, thì cái phổi cái khí bao giờ kém thì này, giờ này trước khi bệnh nhân ngâm chân trong nước thuốc được tiến hành bấm huyệt nhằm tạo khả năng tiếp nhận thuốc tốt hơn. Mà khí thì lại chủ toàn thân, cái bấm huyệt này sẽ lưu thông toàn chân, toàn từ trên đầu xuống dưới chân, và khi anh bấm được hai bên thì sau đó ngâm chân thì hỏa nó sẽ khởi ở dũng tuyển. Đấy, thì cái hỏa khí nó sẽ có thể dẫn hỏa quy nguyên. Bấm huyệt công tôn, một huyệt thân mạch. Một huyệt công tôn và một huyệt thân mạch. Điều quan trọng là xác định được thành phần các vị thuốc để pha vào nước ngâm chân cho người bệnh. Người ta sử dụng thêm một lượng muối và dùng nước ấm pha trong thùng gỗ để giữ nhiệt. Quá trình ngâm chân trong nước thuốc, bệnh nhân được kết hợp bấm huyệt, hiệu quả của phương pháp này được đánh giá tốt. Tôi trước đây ở nhà thì vẫn họa hoàn vẫn có ngâm chân, nhưng mà ngâm bằng cái thùng nhựa và nước hơi ấm thôi, không có thuốc. Thế thì cũng thấy dễ chịu đấy. Thế nhưng mà từ khi tôi biết cái cơ sở này có cái phương pháp chữa ngâm chân như thế này, tôi có ngâm mấy lần. Thì thứ nhất là thùng gỗ, thứ hai là nước nóng vừa phải, thứ ba là lại có thuốc, có muối, có những cái thứ gì đó do thuốc ở đây đổ vào đó, thì ngâm thấy là nó có khác hơn so với ở nhà mình ngâm. Nó khác là ở chỗ này, một là cái nước nó vừa phải, hai là ngâm thùng gỗ, ba là nhất là thuốc vào thì nó cảm giác nó sảng khoái, không những là nóng ấm ở chân thì làm cho dễ ngủ mà nó đỡ mỏi, đặc biệt là về chiều với tối đó, nó hay mỏi ở hai cái cổ chân, và nhất là bàn chân đó, cái chỗ gan bàn chân ấy, nó không ấm và nó không có thuốc ấy, thì tôi khó ngủ. Cái bệnh của tôi là khó, rất khó ngủ. Thế nhưng mà một đôi lần mà đến ngâm thì cảm thấy ngủ tốt hơn, sâu hơn, người nó thấy sảng khoái hơn. Phương pháp xông thuốc. Xông được người ta làm từ lâu, nhưng xông thuốc được chuẩn bị các bài thuốc cho từng loại bệnh. Khác với xông bằng cách ủ chăn, xông thuốc được thực hiện trong một thùng gỗ hình trống, bịt kín khả năng giữ nhiệt. Người xông tự điều chỉnh nhiệt độ cho mình. Phương pháp xông khí nóng. Phương pháp này, bệnh nhân được xông khô bằng khí nóng của thuốc nên rất dễ chịu. Phương pháp xông hơi. Đối với những người thường bị mỏi mệt, nhất là vùng cột sống, người ta tiến hành dùng thuốc đun lên và đưa xuống dưới giường được đục lỗ dưới lưng. Bệnh nhân nằm lên phía trên, vừa kết hợp xông hơi ở lưng vừa được bấm huyệt ở chân tay. Phương pháp này chữa đau nhức rất kết quả. Với những người tuổi cao thì chữa bệnh không cần thuốc mà chỉ xông hơi, bấm huyệt. Đối với tôi là một biện pháp có hiệu quả và nó kinh tế, đồng thời là không cần phải dùng thuốc vào trong con người. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái phương pháp tốt và những người nhiều tuổi cũng có thể thực hiện được, vừa có hiệu quả bồi dưỡng sức khỏe, đồng thời thực ra đối với những người nhiều tuổi về hưu thì nó cũng là một hình thức tiết kiệm tiền nong. Phương pháp ngâm thuyền thuốc. Chữa bệnh bằng phương pháp ngâm đã được y học cổ truyền Kim Đông đánh giá cao.
Ngày nay, người ta dùng gỗ đóng thuyền và rát đồng mỏng để dễ làm vệ sinh. Hai bên cạnh và ở phía giữa có bố trí các tia bắn nước vào thân thể người ngâm. Cũng như thuốc ngâm chân, nước cho bệnh nhân ngâm thuyền cũng được các lương y sử dụng các vị thuốc theo từng bệnh và các tỷ lệ pha chế cũng được tính toán cụ thể. Thuốc được chế vào thuyền để cho bệnh nhân vào ngâm và điều chỉnh các tia bắn nước phù hợp. Bệnh nhân không chỉ được ngâm trong thuốc mà còn được các nhân viên y tế bấm các huyệt cần thiết. Phương pháp này được bệnh nhân tiếp nhận tốt. Tôi thì đúng là bệnh nhân cũng được mấy tháng rồi. Đến đây chữa theo cái phương pháp này thì thấy nó cũng thoải mái. Đỡ được đau mình mẩy và nó cũng giảm được một cái số cái bệnh mà thường là thường mắc phải của người già đấy. Cho nên là tôi cho là cái phương pháp này là cũng bước đầu là thấy kết quả tốt đấy. Người thì thường hay bị đau lưng mỏi mệt. Tôi được biết ở đây có thầy Phú, người chữa về đông y và y học cổ truyền này. Cho nên tôi chữa thuốc và tắm thuyền này. Chung là rất là thoải mái, người có vẻ càng ngày càng thấy khỏe mà mạnh lên. Thì tôi rất là phấn khởi mà tôi thường nghĩ rằng tiếp tục điều trị theo cái phương pháp này. Đồng thời những tôi đã bị đau lưng mỏi mệt như thế, đồng thời tôi lại có một cái khối u, hai khối u ở dưới cằm này, cũng đến đây cắt thuốc và uống thuốc kết hợp nữa cả tấm thêm như này. Nói chung là đến nay tôi đã khỏi được cái u này hoàn toàn. Nó đau một chỗ hay nó đau chạy? Ngày nay, y học cổ truyền đang được nhà nước khuyến khích phát triển và đã phát huy tốt trong chữa bệnh cho nhân dân. Là bị máu nhiễm mỡ và thiểu năng tuần hoàn não toàn bộ. Sau một thời gian rất ngắn để chữa được cơ sở sử dụng cái phương pháp y học cổ truyền chữa bệnh, thì tôi thấy cái hiệu quả chữa bệnh cho đến bây giờ thì là bệnh tật đã được khắc phục và đã trở lại cái sinh hoạt bình thường sau một thời gian rất ngắn. Và cái hiệu quả chữa bệnh bằng cái phương pháp y học cổ truyền, tôi thấy đây cũng là một cái hình thức khám chữa bệnh mà cần phải tăng cường. Về cái y học cổ truyền thì cái tác động nó chữa bệnh được rất nhiều mặt, trong đó có cả xông hơi bấm huyệt và chữ thì người ta gọi là khí công thôi lã xoa bóp. Trong nó có rất nhiều cái động tác. Nhưng hôm nay tôi mới đến đây, tôi nhìn cái dụng cụ để về đây, người ta có thể gọi là huân pháp, cái huân xong. Thế thì cái phương pháp này, cái dụng cụ tôi thấy cũng là rất tốt, và kỹ thuật của các đồng chí làm đây cũng tốt. Thế thì trong cái vấn đề này, không những về y học cổ truyền chỉ đòi hỏi phương thang mà đòi hỏi chấp cứu, đòi hỏi bằng nhiều mặt. Nhưng mỗi một mặt nó đều có cái tác dụng tốt từng mặt, chứ không phải là nó tốt cả mọi mặt. Thế về y học cổ truyền thì nó rất rộng, chứ nó không chỉ bó chặt trong phạm vi này. Nhưng phương pháp này là phương pháp cận dụng nhất, thông dụng nhất trong y tế cộng đồng đối với bà con chúng ta, nhân dân có bệnh, rất tiện và lợi. Thế thì về cái thủ thuật đây thì tôi thấy như thế này. Trong cái thuốc sông có nước nóng, nước lạnh, có cả một cái thuyền. Thì tôi thấy là cái lớn của nó làm cho con người lưu thông khí huyết. Tức là trong người nó có ứ trệ chỗ nào thì nằm vào đây sông, bên cạnh có các đồng chí bấm huyệt. Thì tôi thấy nó tác động lẫn nhau cái rất tốt. Thì mong rằng thế này này, cái này nó có từ xưa, nhưng thực tế từ trước đến nay không mấy người làm. Bây giờ người ta mới khai thác phát huy, và đã phát huy thì lại phải phát minh nha. Thì cái đó rất tốt. Hiện nay, y học cổ truyền đã là một ngành được phát triển và dần dần khôi phục lại vai trò vị trí trong ngành y học nước nhà. Bộ Y tế đã ra những quy định cần thiết đối với người lương y cũng như các phương pháp chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chữa bệnh cho nhân dân. Với phương châm Đông Tây Y kết hợp, nhiều năm nay, nước ta đã có được các thành tựu to lớn về chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền không chỉ khôi phục lại mà còn nâng cao hơn các phương pháp chữa bệnh và đang được xã hội rất hoan nghênh.